Diễm Thi, Hòa Ái và Chân Như xin kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, nói đến thực phẩm bẩn hay là ngộ độc thực phẩm là nói đến nỗi khổ của người dân tại nhiều quốc gia đang phát triển như là Trung Quốc, Việt Nam hay là nhiều nơi khác nữa. Tại Việt Nam thì thực phẩm bẩn có mặt ở khắp nơi và chuyện ngộ độc thực phẩm không chừa một ai nếu chẳng may ăn phải loại thực phẩm này. Vào mùa hè nắng nóng thì thức ăn dễ ôi thiêu, cho nên chuyện ngộ độc thực phẩm càng nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Vì sao mà thực phẩm bẩn ngày càng nhiều và làm sao mà để tránh cái loại thực phẩm này là chủ đề của chương trình Cuộc Sống Quanh Ta kỳ này. Nghe chị Diễm Thi dùng cái từ là thực phẩm bẩn á, chân như thấy nó làm sao sao thực phẩm nó... mà bẩn. Thấy thực phẩm bẩn, tại vì đã là thực phẩm thì lại phải sạch. Sao lại phải bẩn, dạ. Phải không ạ? Là phải thì là nó phải sạch sẽ người ta mới ăn chứ, lại nó là thực phẩm bẩn thì một cái điều thấy cũng hơi dạ anh Chân Như thì anh Chân Như nói là giống như là thấy buồn cười vậy, thế ta không hiểu tại sao là thực phẩm bẩn, nhưng mà thật sự đó là một cái chuyện thường ngày ở huyện thôi. Tại vì từ thực phẩm bẩn thì mới xuất hiện trong vài năm gần đây, nhưng mà thực phẩm bẩn thì không có phải là từ bên trong, mà cái này là nó là từ bên trong, không phải là từ bên ngoài mà như người ta nhìn vô người ta thấy để đem đi rửa được. Dạ thì nó bẩn từ bên trong là nghĩa là thực phẩm nó kém chất lượng mà người tiêu dùng đôi khi không nhận biết được. Ăn thì giàu rồi cũng chưa có biết được nữa, đến khi mà bị ngộ độc rồi đó thì mới biết để mà tránh lần sau. Cho nên nó gọi là độc thực phẩm. Nhưng mà thật ra là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa thôi, tại vì thực phẩm bẩn có mặt ở khắp nơi với cái quy trình sản xuất nghe thấy sợ. Người ta chế biến thực phẩm từ nguồn thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn theo một quy trình không hợp vệ sinh, nghĩa là từ lúc chế biến cho đến lúc ra sản phẩm là một quy trình bẩn, cho nên thành phẩm là bẩn là điều đương nhiên, người tiêu dùng lãnh đủ. Từ lâu thì Chân Như vẫn nghe mà báo đài nói là sản phẩm độc hại đến từ Trung Quốc. Yeah. Thế nhưng theo cái cách chế biến thực phẩm mà chị Diễm Thi vừa mới nói đó thì rõ ràng là người Việt hại người Việt rồi. Người ta sử dụng thịt thối, cá ươn, tẩm ướp hóa chất, gia vị phù phép thành thịt tươi để mà bán cho người tiêu dùng. Nếu mà chỉ nhìn bằng cái mắt thường đó thì chắc chắn là người tiêu dùng sẽ bị lừa, không thể nào biết được. Khi mà mua một cái miếng thịt tươi mà trước đó chỉ ướp phứt đó là thịt đã thịt thối rửa rồi, hư rồi, họ nó chỉ làm hóa chất vô. Vâng, người ta đã phù phép bằng hóa chất, thế nên là cái mức độ độc hại của nó không biết bao nhiêu mà kể được. Vâng. Dạ. Yeah. Anh Chân Như vừa nói là thực phẩm độc hại đó đến từ Trung Quốc thì làm cho Hòa Ái nhớ đến một cái phóng sự truyền hình mới vừa chiếu của Ban Quảng Đông Đài Á Châu Tự Do đó. Thì trong đó có cảnh là người Trung Quốc là chế biến dầu ăn đó, rồi họ múc từ nước cống rãnh lên đó, làm cho mình thấy mình rùng mình. Đạo đức kinh doanh đã xuống cấp quá trầm trọng khi mà bên cạnh thực phẩm bẩn còn có thực phẩm giả nữa. Thực phẩm mà giả. Dạ. Riêng ở Việt Nam đó thì từ việc phát hiện ra mực khô giả vào năm 2012 và tiếp tục bị phát hiện đầu năm 2013 đến nghi vấn gạo giả, mặc dù là Việt Nam xuất khẩu gạo đứng thứ nhì ở thế giới. Dạ. Thì được làm từ hỗn hợp, gạo giả thì làm từ hỗn hợp của bột khoai tây, khoai lang và nhựa tổng hợp. Thịt chà bông được chế biến từ thùng cạc tông pha với chà bông thật. Đến thịt bò làm giả từ thịt heo và thịt chuột với lại hóa chất tẩy màu, đổi màu thịt. Miếng thịt bò nhìn rất là ngon. Có trứng giả nữa đó. Đúng rồi, chứ phải. Nghe quá là kinh khủng. Thật ra thì chỉ vì lợi nhuận mà thực phẩm bẩn rồi thực phẩm giả tràn lan, đầu độc người tiêu dùng. Diễm Thi nghĩ là nếu như mà nhà nước phạt thật là nặng, rồi người dân tẩy chay thì làm sao mà thực phẩm bẩn có đất sống? Anh vâng, Như thật ra thì nhiều người dân nó cũng biết, nhưng mà một phần vì nghèo. Dạ. Rồi một phần vì cái hại không có thấy ngay được đó, cho nên là người ta cứ nhắm mắt làm ngơ cho qua bữa thôi. Nghèo mà cho nên có thì phải ăn thôi. Vâng. Thường thì những cái loại thực phẩm bẩn chế biến sẵn thường được bán tại cái quán cơm bình dân với những cái vị khách hàng dễ tính, cho nên nếu như là nhà nước mà phạt thật nặng đó thì người dân tẩy chay thực phẩm thì hết đất sống. Thì thế đó. Dạ. Vâng. Ở cái góc độ nào đó thì cái chế biến và cái buôn bán thực phẩm bẩn cho thấy là cái sự thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng. Chính vì vậy mà cái việc công bố thông tin liên quan đến cái sản phẩm gây hại và xử phạt đích đáng người sản xuất là phải nói là vô cùng cần thiết. Dạ, đúng là nhà nước phải phạt thật nặng và người dân phải tẩy chay thì mới ngăn chặn được thôi. Thế nhưng mà cái khó là làm sao để người dân biết được đó là thực phẩm bẩn để đó, mà tránh. Dạ vâng. Hoài nghĩ như thế này đây, đúng là thực phẩm bẩn thì tràn lan khắp các cơ sở, khắp các hang cùng ngõ hẻm rồi. Thế nhưng không phải vì thế mà người dân không tránh được.
người tiêu dùng thì nên cố gắng mua thực phẩm của những cơ sở đã được chứng nhận. Có thể nói là đừng có ham những thực phẩm quá rẻ. Câu nói có thể mình nên nhớ là của rẻ là của ôi thì chắc là không có sai. Dạ vâng, nhưng mà cái vấn đề cho như thấy thắc mắc là những cái nhãn hiệu đó cũng có thể họ in ra họ dán vào cái giả thực phẩm con giả. Dạ, cho nên là cũng hơi mệt. Thưa quý vị, nói vậy thôi nhưng mà nói là để giữ sức khỏe chung cho cộng đồng đó thì người dân phải báo với chính quyền về các cái điểm chế biến hoặc là buôn bán thực phẩm bẩn, giúp cho các cơ quan chức năng thuận lợi trong cái việc quản lý. Cho như được biết là ở Sài Gòn đó thì đã thiết lập một cái đội ngũ cộng tác viên về an toàn vệ sinh thực phẩm với hàng trăm thành viên tham gia. Khi mà người dân cùng với các cộng tác viên báo cái tin chính xác về cái nơi không an toàn vệ sinh đó thì chi cục thú y sẽ thưởng nóng 1.000.000 đồng. Tiền mặt có ngay. Dạ. Như vậy có nghĩa là vừa bảo vệ sức khỏe cho mình, cho cộng đồng, lại vừa có tiền để mà đi mua thực phẩm sạch. Nếu mà ở Việt Nam là Diễm Thi tham gia cái đội ngũ đó liền. Nhưng mà trên như thế hơi thắc mắc là đâu có ai có thời gian để mà đi theo dõi được chứ. Kiếm tiền thêm. Nếu như nhà nước mạnh tay như vậy và với sự hợp tác của người dân thì hy vọng là trong một ngày không xa, người dân sẽ được sử dụng sản phẩm sạch. Và những cái từ là thực phẩm bẩn hay là thực phẩm giả sẽ không còn nghe nói đến nữa. Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Như xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.